Mến chào quý vị và các bạn đã trở lại với kênh LTK Bonsai. Hôm nay kênh xin giới thiệu điểm bán cây kiểng của Thúy An ở quận Ung Mô, Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ cho quý bà con tham khảo giao lưu cây kiểng. Mến rồi. Chào bà con đã ghé thăm kênh LTK Bonsai ha. Thì hôm nay em cũng giới thiệu với tất cả bà con mình nhiều cây kiểng đa dạng và nhiều chủng loại ha. Như trang, ngâu, mai chiếu thủy và một số cây cần thăng bằng lăng rừng và một số cây linh sam. Mai chiếu thủy đầu tiên em giao lưu với tất cả bà con mình, đây là cây da mai chiếu thủy lá lớn ha. Rất là già cây nghe quý cô chú anh chị. Hiện tại cây này đang vô dây một nước dây nữa ha, cho nên lá người ta đã lặt cho mình hết trơn rồi, lọc non cũng đang ra ha. Cao là 70 nha. Lưu ý nhớ kích thước giùm em ha. Lá lớn hả? Dạ lá lớn. Tổng tán em đo của hai thớt tàn là 80. Cây này bà con mình về đợi ra la lọc đầy đủ là cây nó đẹp lắm nha. Tại vì mới uống ha, thêm một nước nữa. Bây giờ em đo trên đây cho bà con mình tham khảo biết cái đường thân cốt của nó ha, 33. Rồi, tổng một bệ đế dưới đây ha. Bệ đế nghệ thuật luôn nha. 100 nha quý cô chú bác anh chị. Cây hiện tại là thuần chậu sống khỏe, cây lớn cho nên em đem ra đây bó bầu cho quý cô chú bác anh chị mình dễ nhận diện khi mà mình cây mình vận chuyển đi ha. Mai chiếu thị mã số 1M nha. Em giao lưu toàn quốc 2.800.000 đồng tận nơi ha. 1M. Số điện thoại liên hệ của em có để dưới mô tả màn hình là 0939700449 nha. Đó cũng là số Zalo ha. Bà con mình cần chi tiết cây cảnh nào thì cứ liên hệ em vào số Zalo đó ha. Cây 2M, cây này là cây mai chiếu thủy trung nu nguyên thủy không ghép ha. Chiều cao của nó là 40. Tổng ngang là 50. Cốt cành nghệ thuật hết rồi ha. Thân ở nu khá là nhiều nha. Ủa nu ở thân khá nhiều nha. Đây, 19. Đây, dòm kỹ ha. Thân cây rất là già. Cây hiện tại là hoàn thiện rồi ha. Mà số 2M. Cây này em giao lưu luôn cả chậu với giá 1.500.000 đồng. Chậu này là chậu Biên Hòa Đồng Nai mới ha. Cây 3M, mai chiếu thủy dòng trung nu. Cây này chiều cao em báo là 75. Dòng này rất là xiên hoa và hoa có mùi hương nhẹ cũng khá là dễ chịu ha. Thích hợp trồng khí hậu ba miền cho nên bà con mình an tâm chăm sóc. 60 là tổng tán ngang. Đối với cây thuần chậu thì cây nó sẽ không mất sức nhiều khi mà vận chuyển xa gần ha. Trung nu nha. Bệ đế của cây khá là đẹp ha. Em đo một thân đại diện ở tại vị trí này. 14. Mã số 3M. Chậu kính như thế này thì bà con mình về sang chậu có thể là bỏ bớt cái rễ non ra nha. Dạ cây phát triển rất là tốt cho nên bà con mình an tâm giao lưu ha. Rồi cây này với giá 650.000 đồng vận chuyển toàn quốc ha. Mã số 4M. Cây này có chiều cao là 65. Tổng tán ngang là 53. Hiện tại khi vận chuyển hầm cây thì những lá vàng ở phía trong già cây thì có thể rụng nha. Mai chiếu thủy trung nu nha quý cô chú bác anh chị. Cái này dạng cụm sát quá cho nên em sẽ đo tổng như thế này nha. 42. Thân đại diện khoảng nhiêu? Thân đại diện ở đây ha, mình khoảng 12, 13 nha. Mà số 4M. Mai chiếu thủy trung nu này giao lưu với giá 600.000 đồng vận chuyển toàn quốc ha. Số điện thoại liên hệ của em là 0939700449 nha. Cây mã số 5M cũng là loại mai chiếu thủy trung nu nguyên thủy ha, không ghép nha. Chiều cao là 65. Tán ngang là 60. Hiện tại bầu rễ ăn đã kín giá thể hết trơn rồi. Bà con mình sang chậu thì gỡ bớt ha, thêm giá thể mới cho cây nó hút dinh dưỡng, cây mau phát triển. Tổng như thế này em đo 43. Một thân đại diện khoảng 12. 2, 4, 6 thân ha. 650.000 đồng giao lưu toàn quốc. Tất cả chi phí em đều bao và bà con mình được đồng kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận ha.
cây 6M. Chiều cao em báo cho bà con mình là 76. Tổng tán ngang là 57. Mai chiếu thủy trung nu nha quý cô chú bác anh chị. Thân nhìn rất là quái ha. 15 là tổng thân đại diện lớn nhất của ba thân cụm này nha. 6M. Giao lưu với giá là 650.000 đồng. Mai chiếu thủy trung nu. Cây 7M. Cũng là dòng mai chiếu thủy trung nu luôn ha. Cao là 68 nha. Tổng ngang là 50. Hiện tại cây này đang hoa và còn nụ khá là nhiều ha, cho nên vận chuyển tới nhà mình thì cây cũng còn hoa để chơi nha quý cô chú bác anh chị. Đang lên ha. Dạ đang lên ha. Và hoa nào nở rộ quá thì sẽ rụng trong quá trình vận chuyển nha. Em đo một thân đại diện chính chủ này 12. Mã 7M gồm 5 thân, giao lưu toàn quốc cây này có giá 600.000 đồng tận nơi. Bao phí ship ha. Đến với cây ngâu đang hoa mã số 8M. Hoa ngâu vàng ha. Cao là 72. Do mang hoa nhiều quá cho nên sẽ rụng nha. Rụng một mớ ha quý cô chú bác anh chị. Tán rộng tương đối 55. Hoa ngâu nha. Đang lên hoa rộ hết á. Nhưng mà cũng khá là dễ rụng ha. Rồi em đo thân nha. Thân tại vị trí này 11 gần 12. Còn củ đế nở phần ở dưới nữa ha, lớn hơn. Nhưng mà sát quá thì em không đo chính xác được, cho nên bà con mình nhìn kỹ giùm em ha. Còn khi mà về sang chậu thì bà con mình moi một mớ nữa cho cây nó hoàn chỉnh đế hơn. 8M. Em giao lưu cây này với giá là 1 triệu đồng toàn quốc ha. Chín M cũng là cây ngâu, ngâu này lớn hơn cây nãy ha, giá 1.100.000 đồng. Cây này có chiều cao là 78, tàn tự nhiên nha quý cô chú bác anh chị. Phơm tán cũng khá là tròn đều ha, tương đối của nó là 60 tán ngang. Một cái chuỗi hoa cũng khá là xiên ha. Dạ. Cây nào cũng có đế nở ở dưới hết trơn nha. Nhưng mà do sát quá nên em không có đo được, nên đo trên đây. 17 là hoành thân đại diện, hoành thân của cây ha. Xương tàn dày đặc ha. Mã số 9M. Ngâu hoa vàng này giao lưu với giá 1.100.000 đồng toàn quốc nha. Số điện thoại liên hệ của em là 0939700449. Một cây me chua miền Tây này em báo giá hữu nghị giao lưu với bà con mình 500.000 đồng. Cao là 55. Tổng tán là 40. Nhánh chi này bà con mình về chỉnh sửa lại giúp em nha. Đó. Dạ. Cũng thuần thuần rồi bà con mình về chỉnh sửa lại. Rồi, hoành thân tại đây là 9. Củ đế này là 17. Me chua miền Tây. Và cây nên da nó tróc rồi ha quý cô chú bác anh chị. Rồi 500.000 đồng toàn quốc mã số 10M giáng long ha. Cây mai chiếu thủy da xanh lá lớn 11M. Chì tai khá lớn ha. Cây này có chiều cao tương đối là 45. Tổng tán ngang em đo là 54. Da xanh lá lớn. Dạ da xanh lá lớn. Bông nè. Đó. Em đo thân nha. Thân như thế này ha, 22. Đế nha. Một dòng đế như thế này là 50. Đang nằm chậu Biên Hòa Đồng Nai mới ha, 11M. Giao chậu luôn hay gì? Giao chậu luôn với giá 800.000 đồng tận nơi. Cây sam trái mã số 12M.
Sam trái có đế khá đẹp nha quý cô chú bác anh chị. Loại này thì trồng hơi khó cho nên kiếm cây thuần chậu thì cũng không có nhiều ha. 44 tổng tán ngang. Cao 30 đâu đó lại 33. Trái ha. Sam trái. Đúng sam trái nha quý cô chú bác anh chị. Quỳnh thân nha. Quỳnh thân đo sát chính xác luôn là 7. Đế này hảo bóp tay giùm em ha. 12M. Giao lưu luôn cả chậu Biên Hòa Đồng Nai mới này với giá 1.500.000 đồng tận nơi ha. 13M đây là cây trang và cây trang đỏ. Lá nhỏ ha, lùng lực. Bệ khá là lớn nha quý cô chú bác anh chị. Bonsai cũng chuẩn rồi ha, bệ đế khá là bự. 13 cao. Tổng tán là 32. Dùng ngoài người ta hay gọi là mẫu đơn nha quý cô chú bác anh chị. Đây, dòm kỹ ha. 26 là tổng bệ này em đo ha. Nuôi được một cây như thế này cũng khá là lâu nha. Bệ này bực, cực bự ha. Mã số 13M. Nguyên chậu này em giao lưu với giá là 1.300.000 đồng. Toàn quốc ha. Trang đỏ lá nhỏ, vùng ngoài hay gọi là mẫu đơn nha. 14M. Cái này dáng bay mini lùng lực. Cao là 11. Tổng như thế này là 25. 14M nha. Quanh thân này á ha, 12. Mini bonsai để bàn. Dòm kỹ cái đường thân thì độ già của cây khá là lâu rồi ha. 14M 1.200.000 đồng tận nơi ha. Dạ chậu luôn. Chậu mới nha. Cây cần thân 15M. Cần cù thân tiến nha. Cao là 23. Tổng ngang em đo là 30. Đế giống hình xoắn ốc ha quý cô chú bác anh chị. 24 là tổng thân cũ. Phát triển đế khá là mạnh ha. Cần thân bonsai này em giao lưu với giá bà con mình 500.000 đồng. Mã số 15M. Chậu luôn, chậu này là chậu bình thường thôi nha. Dạ. 15M 500. 16M. Cây này 700. Cây này cao là 30. Cũng là dòng cần thân nha quý cô chú bác anh chị. 44 là tổng tán ngang. Cần thân này bà con mình có thể ghép thêm chanh với hạnh mỹ ha. Tại vì bản thân cây nó không hoa và không trái. Đó. Để nôm cây sổ xuống khá đẹp. Em đo tại đây ha. 25. Còn đế này 34. Thân này cỡ 10, 9, 10 ha. Rồi, giá giao lưu toàn quốc 700.000 đồng 16M. Lưu ý nhớ mã, nhớ ngày giúp em nha. 3/6/2022. Cây linh sam đao điểm mã số 17M. Thì cây này đang tình trạng là chưa hoa. Bà con mình về xử lý hoa giúp em ha. Tổng tán là 55. Cao là 32. Đao điểm là sao tả luôn. Đao điểm này ít gai. Hoa nở rộ và hoa có thể phần nhỏ hơn là hoa của linh sam siêu bông và song hình ha. Đây chậu hoa của nó đang nở và hoa cái mùi hoa cũng rất là thơm nha. Màu tím đậm ha. Thân này là 13 gần 14. Đế này là 32. Đế này còn khai thác được nữa nha. Coi 1 triệu đồng giao lưu toàn quốc. Cây mã số 17M linh sam đao điểm màu tím ha. Đây là linh sam siêu bông. Sửa đế nha quý cô chú bác anh chị. 26. Tổng cao. Ngang 49. Dạ đúng rồi, siêu bông. Nó có cái đặc điểm nhận dạng khác nhau. Bởi vì từng dòng nó có cái tên gọi khác nhau là vậy ha. Rồi, tổng thân này em đo cho bà con mình ha. 18. Bộ đế này em đo gì đi. 16 ha. Đế tròn đều như quý của chú bác anh chị. Mã số 18M giao lưu toàn quốc với giá 800.000 đồng. Bà con mình về demo sang cái chậu kiểu khác giùm em nha, cho cây nó thẩm mỹ hơn ha.
tại vì do vận chuyển nên tụi em sợ vỡ chậu, vỡ bầu, cho nên tụi em sẽ bó bầu khi vận chuyển cho quý cô chú bác anh chị mình nhiều hơn. Cao là 24. Dòng này dòng linh sam siêu bông luôn nha. Cái tàn full là 60. 34 tổng ngang. Tổng rộng á. Đó. Hoành thân này 18. 18 là hoành thân nha quý chú bác anh chị. Hiện tại cao và thân em đều đo chính xác nha. Còn tán thì khi vận chuyển tụi em sẽ ép vô tí xíu, cho nên về bà con đo lại có thể nhũn hơn. Rồi cây này em giao lưu toàn quốc với bà con mình 600 ngàn thôi. 19M. Cây kim quýt bonsai mini để bàn thành phẩm này, mã số 20M. Chậu trái bần ha. Chậu này thì về nhà bà con mình thay giúp em nha. 30 là cao. Rất là dở. Và cây này nó cũng không có phù hợp với cái cây này cho lắm, cho nên sang chậu mới đi cho cây nó thẩm mỹ hơn. 33 tổng tán ngang. Trái nha. Trái. Này cũng rất là xiên mà nguyên thủy không ghép nha. 20M kim quýt bonsai. Dạ. 14 là tổng hoành thân ha. Rồi. Đó. Ôm hai thân trên đây ha. Đó. 20M. Chậu này rất là dở, khi mà mẹ bể khi vận chuyển về thì mong bà con mình thông cảm giúp shop ha. 20M kim quýt bonsai, giá giao lưu bao phí ship 1 triệu đồng toàn quốc. Cây thần kỳ bonsai mã 21M có cái trái làm thay đổi vị giác nha quý cô chú anh chị. Bà con nào chưa biết thông tin thì cứ liên hệ em hoặc là mình search trên Google, YouTube đều có ha. 30 là tổng cao. Còn tổng ngang là 49 nha. Đã từng có trái chưa? Đã từng có trái rồi. Trong thời điểm này thì cây chưa cho trái kịp ha. Và mùi hoa của nó cũng có hương thơm nhẹ nhẹ nha. Còn cái thân cây này thì nó khoảng cái ngón tay chỏ của em thôi ha. Đó, quấn thân ha. Chậu này chậu mới nha quý cô chú bác anh chị. Về để đại cũng được, còn không mấy thì sang cho chậu luôn với giá 400.000 đồng 21M. 22M. Rồi cây này giá 450 ha. Cao từ ấy đến cái đế thôi là 20. Tổng tàn đổ của cây là 39. Thần kỳ ha. Dạ cây thần kỳ nha. Rồi, tàn nhẹ thôi. Thần nha. Thân thì khoảng ngón tay trỏ. Đế thì khoảng bằng bụm tay ha. Chậu cũng mới luôn. Nói chung là chậu mới, không có chậu nào cũ hết trơn nha quý cô chú bác anh chị. 22M 450.000 đồng toàn quốc. Giao lưu cây nào, ưng cây nào, hợp nhãn cây nào cứ liên hệ về số điện thoại của em là 0939 700 449 nha quý cô chú bác anh chị. Mã số 23M, cây này là cây siro nha. Có cái trái có giá trị dinh dưỡng cao ha. Thì hiện tại cái tàn này là tàn thiên nhiên. 31 cao. Thì thích hợp cho bà con nào mới giao lưu cũng ok ha. Đúng rồi, về mình chỉnh sửa tàn lại, uống bonsai. Chi tàn này thì em không cắt nha, để tự nhiên cho bà con mình về tự uống. Rồi, 22 tổng cái chỗ đó. Còn ở đây là 35. Đế cây cũng khá là đẹp ha. Dạ. Rồi, cây này giao lưu với giá 1 triệu đồng toàn quốc ha. 23M siro nha. Đó, cây này cũng tàn tự nhiên luôn nè ha. Về bà con vô dây uống bonsai là ok rồi. Tổng cao của cái phôi là 22. Phôi nào cũng rất là quái ha. Về đệm dây là cây nó sẽ lên giá trị liền nha quý cô chú bác anh chị. Cho trái rồi ha. Đã, đã từng có trái rồi. Trái này cũng chắc cũng nhiều đợt lắm rồi đó. 29 là chỗ này nha. Chỗ này là 27, 37. Dạ thuần chậu, thuần bầu này hết rồi. Về sang cái chậu mà mới sang thì bà con mình để mát dưỡng ẩm vài ngày hay đem ra nắng ha. Rồi 1 triệu đồng cũng là giá của cái phôi 24M. Đến với những mặt hàng cuối clip thì em còn những cái cây bằng lăng rừng hoa tím lá nhỏ. Thì mặt hàng này em xin bao sống cho cô chú anh chị mình trong vòng 1 tháng ha. Đối với cây phôi như thế này, hàng này là hàng khai thác nha quý cô chú anh chị.
cao là 37. Thì bằng lăng rừng mùa hoa của nó là mùa hè ha. Còn nếu như bà con mình ghép tường vi hoặc là bằng lăng thái thì cây nó sẽ cho hoa xiên hơn. Ngang bên đây ha. Đây 46. Cây già phải không? Cây rất là già rồi. Dạ. 100 đi ha. Chưa qua nuôi gì hết. Dạ chưa qua nuôi, chưa qua chỉnh sửa. Chỉ có cái là người ta tạo dáng sơ sơ cho mình thôi. Rồi có gì về thì bà con mình tự tạo dáng theo ý thích của mình ha. Rồi sẹo tự nhiên. Dạ sẹo tự nhiên hết. Rồi cây này em giao lưu với bà con mình giá 1.400.000 đồng 25m. Thấy vậy nhưng mà cũng rất là nặng cây nha quý cô chú bác anh chị. 26m. Cây nào cũng có cái một cái dáng quái riêng ha. Rồi cao là 50. Hiện tại cây rất là già cây, bao da sống khỏe rồi ha. Đó. Cái đường ngang đây ha. 37. Còn bệ nha. Bệ này là 77. Chồi non này nó ra khá là nhiều, cho nên khi vận chuyển em bó sát quá thì có thể dập. Mong bà con mình bỏ qua, nuôi lại chia cái chồi mới giùm em ha. Tại nó sống tốt rồi ha. Đúng rồi. Này nằm bầu này bó cũng lâu rồi. Rồi cây này em giao lưu toàn quốc với bà con mình 1.400.000 đồng luôn nha. Bằng lăng rừng hoa tím lá nhỏ mã số 26M. Và cũng bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. Bằng lăng rừng ha. 27M. Bệ bằng lăng ôm đá. Dáng quải ha quý cô chú bác anh chị. Mặt hàng này em giao lưu cũng trên 2 năm rồi, cho nên bà con mình an tâm ha. 33 là cao. Ôm cục đá núi nha quý cô chú bác anh chị. Ôm chắc không? Này ôm khá chắc. Rồi đo chắc đo bệ ngang nè. Bệ ngang này là 50. Này nó ôm sát vô đây, trong đây nó ôm theo luôn nè nha. Trong này có một gì không? Không. Trong này cứng không? Đây cứng. Mã số 27M. Bệ bằng lăng rừng hoa tím lá nhỏ. Rồi giao lưu với bà con bệ này cũng giá 1.400.000 tận nơi ha. Ôm đá luôn nha. Dạ. Cây 28M, cây này khá lớn ha. Đây. Em đo chiều cao nha. Cao như thế này là 53. Em bao sống một tháng cho quý cô chú anh chị mình ha. Trong thời gian đó thì bà con mình cây có gặp bất cứ vấn đề gì thì liên hệ về số điện thoại của em để mình trao đổi và thương lượng nha quý cô chú bác anh chị. Rồi bệ nha. Bệ như thế này ha. 130. Đó, bệ nào cũng có cái nét quái riêng. Chồi non lọc non ra dữ dằn rồi ha. Đó, nguyên một bệ đặt ha. Rồi, em giao lưu toàn quốc bệ này có giá là 1.600.000 tới nơi nha. Cây rất là nặng nha quý cô chú bác anh chị. Về có cái máy tạo lũa thì tạo lũa ở thân thêm cho cây nó đẹp hơn ha. Số điện thoại liên hệ của em là 0939700449 ha, cũng là số Zalo. Bà con nào chốt hàng cây nào thì có thể lấy lại hình ảnh của cây trên gửi về Zalo cho em ha, để mình chốt cây được chính xác hơn nha quý cô chú bác anh chị. Chiều cao của nó là 39 ha. Đa số hàng miền rừng núi cho nên là sẽ có cái những cái vết lũa do tự nhiên. Đó cũng là cái nét độc đáo và nét riêng biệt của nó ha. Đây, em đo tổng cái nhành này ra đây cho cô chú bác anh chị mình hình dung ha. 60 nha. Còn bệ này với là 80. Bà con mình về lên chậu thì gỡ bỏ phần bầu ở ngoài, còn bầu ở trong này giữ lại giúp em nha. Lên chậu bà con mình phủ giá thể đầy trên đó giùm em ha. Từ từ bao nó một phân hủy thì mình có thể cắt bỏ cái phần trên đó giùm em. Rồi, giao lưu toàn quốc cây này có giá 1.000.000 đồng tận nơi. Mã số 29M. Cây 30MM là một tác phẩm cuối clip bằng lăng rừng. Cây này hiện tại là đang có nụ nha. Nhưng mà khi vận chuyển thì em không biết là nó còn không ha quý cô chú bác anh chị. Cao là 46.
Bệ ngang như thế này là 44, giống như một cái bàn tay ha. Lòng này là lũa, lũa cứng hết trơn rồi, về bà con mình tạo lại. Tại vì cái lũa tự nhiên của nó đôi khi không có đẹp lắm ha. 85. Đó, tổng bệ như thế này. Hôm nay có cái nụ đâu tiêu rồi, gãy đâu tiêu rồi, không biết nữa. Rồi, nói chung là cây có sự sống tốt. Dạ, cây bao sống cho quý cô chú bác anh chị mình luôn, 1 tháng. Mã 30M, giao lưu với giá là 1.400.000 đồng luôn. Đây là một tác phẩm cuối clip thì rất mong sự ủng hộ nhiệt tình của cô chú anh chị mình gần xa. Tôi xin hẹn lại những clip tới trên kênh LTK Bonsai hàng ngày lúc 12 giờ trưa ha. Xin chân thành cảm ơn ạ.